Thầy chào các em học sinh. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành hết nội dung kiến thức của học kỳ 1. Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi ôn lại kiến thức của chương trình vật lý 7 học kỳ 1. Thì trong học kỳ 1 của chương trình vật lý 7, chúng ta đã cùng nhau đi qua hai chương. Chương số 1 là quang học, chương 2 là âm học. Chúng ta cùng nhau củng cố lại kiến thức của chương 1 quang học. Câu số 1: khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Khi nào ta nhìn thấy được một vật? Các em hãy cùng nhau suy nghĩ và nhớ lại cho thầy biết. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Khi nào ta nhìn thấy được một vật? Thì ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Khi chúng ta đã nhận biết được ánh sáng rồi, thì khi nào chúng ta nhìn thấy được một vật? Khi chúng ta nhìn thấy một vật, khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. Các em lưu ý là phải có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Tiếp theo câu số 2, nguồn sáng là gì? Em hãy nêu 3 ví dụ về nguồn sáng. Định nghĩa nguồn sáng là gì nào? Thì nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng. Các em lưu ý là những vật mà tự phát ra ánh sáng, người ta gọi là nguồn sáng. Vậy ví dụ về nguồn sáng nào? Chúng ta có rất nhiều ví dụ về nguồn sáng như là ngọn lửa nè, mặt trời nè, bóng đèn khi có dòng điện chạy qua, con đom đóm đang bay, đúng không nào? Thì những vật tự phát ra ánh sáng ta gọi là nguồn sáng. Tiếp theo câu số 3, vật sáng là gì? Em hãy nêu 3 ví dụ về vật sáng. Các em lưu ý phân biệt cho thầy là vật sáng và nguồn sáng. Lúc nãy câu số 2 là chúng ta đã nhớ lại về nguồn sáng rồi, thì câu số 3 người ta hỏi vật sáng là gì? Em hãy nêu 3 ví dụ về vật sáng. Thì vật sáng bao gồm nguồn sáng và vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Các em lưu ý là nguồn sáng nó bao gồm cả nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Thì tất cả những vật là nguồn sáng nó cũng sẽ là vật sáng. Từ đây chúng ta sẽ có ví dụ về vật sáng như là vỏ chai dưới trời nắng này, ngọn nến này, ngọn lửa nè, rất nhiều về vật sáng. Các em lưu ý là ngọn nến đang cháy, ngọn lửa là nguồn sáng, mà nguồn sáng cũng là vật sáng. Như vậy ngọn nến, ngọn lửa cũng là vật sáng, được chưa? Rồi tiếp theo câu số 4, em hãy phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. Định luật truyền thẳng của ánh sáng được phát biểu như thế nào? Thì định luật truyền thẳng của ánh sáng là phát biểu như sau: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Các em lưu ý là môi trường phải là trong suốt và đồng tính thì ánh sáng mới truyền đi theo đường thẳng. Nếu mà trong suốt mà không đồng tính hoặc là không trong suốt thì ánh sáng không truyền theo qua đường thẳng. Đấy, phải thỏa mãn điều kiện trong suốt và đồng tính thì ánh sáng mới truyền đi theo đường thẳng. Tiếp theo câu số 5, trùm sáng là gì? Kể tên và nêu tính chất của các loại trùm sáng. Đầu tiên chúng ta phải nhớ được định nghĩa về trùm sáng và có mấy loại trùm sáng. Chúng ta phải nêu được tính chất của các loại trùm sáng đó. Rồi trùm sáng là gì? Trùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. Đấy, các em lưu ý là trùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. Trong thực tế chúng ta không thể nhìn thấy tia sáng mà chúng ta chỉ nhìn thấy trùm sáng thôi. Trùm sáng gồm các tia sáng hợp thành. Và chúng ta sẽ có 3 loại trùm sáng.
là chùm sáng song sao, chùm sáng hội tụ và chùm sáng phân kỳ. Thì chùm sáng song song sẽ gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng, là các tia sáng đi song song, nó không có cắt nhau, không giao nhau trên đường truyền của chúng. Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng sẽ giao nhau, cắt nhau trên đường truyền của chúng. Và cuối cùng, chùm sáng phân kỳ thì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. Thì các em phải lưu ý nhớ được các tính chất của các loại chùm sáng này. Tiếp theo, câu số 6. Bóng tối là gì? Bóng nửa tối là gì? Ở đây chúng ta phải nhớ được định nghĩa về bóng tối và bóng nửa tối. Bóng tối là gì nào? Bóng tối là nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Các em lưu ý là bóng tối này sẽ không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Tương tự, bóng nửa tối là gì? Bóng nửa tối cũng nằm ở phía sau vật cản, nhưng gì? Chỉ nhận được một phần của nguồn sáng truyền tới. Để các em phải phân biệt được bóng tối và bóng nửa tối. Bóng tối là không nhận được hoàn toàn ánh sáng từ nguồn sáng, còn bóng nửa tối chỉ nhận được một phần của nguồn sáng thôi. Thì từ định nghĩa về bóng tối, bóng nửa tối, các em hãy cho tôi biết nhật thực là gì, nguyệt thực là gì. Nhật thực là hiện tượng gì và nguyệt thực là hiện tượng gì? Nhật là mặt trời, còn nguyệt là mặt trăng, đúng không nào? Chúng ta nhớ lại cho thầy xem nhật thực là gì, nguyệt thực là gì. Thì nhật thực chúng ta sẽ có nhật thực toàn phần và nhật thực một phần. Thì nhật thực toàn phần là quan sát được ở chỗ có bóng tối của mặt trăng trên trái đất. Nhật thực một phần quan sát được ở chỗ bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất. Khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì mặt trăng, mặt trời, trái đất sẽ nằm trên một đường thẳng. Khi đó mặt trăng sẽ nằm giữa mặt trời và trái đất. Đấy, các em lưu ý là mặt trăng sẽ nằm giữa mặt trời và trái đất, và hiện tượng nhật thực xảy ra vào ban ngày. Tiếp theo, nguyệt thực sẽ xảy ra khi mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. Và khi xảy ra hiện tượng nguyệt thực thì trái đất sẽ nằm giữa mặt trời và mặt trăng. Khi đó ba hành tinh trái đất, mặt trời, mặt trăng nằm trên một đường thẳng. Và nguyệt thực sẽ xảy ra vào ban đêm. Đấy, các em phải nhớ được và phân biệt được hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Và các hình dạng của nhật thực như là nhật thực một phần, nhật thực toàn phần. Tiếp theo là câu số 8. Bóng tối, bóng nửa tối, nhật thực, nguyệt thực là kết quả của hiện tượng gì? Thì chúng ta đã học bóng tối, bóng nửa tối, nhật thực, nguyệt thực rồi. Thì những hiện tượng này là kết quả của định luật truyền thẳng của ánh sáng. Đấy, tất cả hiện tượng này là kết quả của hiện tượng truyền thẳng của ánh sáng. Các em lưu ý được vấn đề này. Tiếp theo câu số 9. Hình của một vật quan sát được trong gương phản gọi là gì? Các em lưu ý gương phản gọi là gì? Ví dụ chúng ta quan sát, chúng ta soi gương thì chúng ta nhìn thấy chúng ta ở trong gương, đúng không nào? Thì chúng ta ở trong gương ta gọi là gì? Chúng ta gọi trong gương ta gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Em lưu ý là hình của vật quan sát được trong gương phản gọi là ảnh tạo bởi gương phản. Câu số 10, em hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Thì trong chương trình vật lý lớp 7 học kỳ 1, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu hai định luật là định luật truyền thẳng của ánh sáng. Lúc nãy chúng ta mới nhớ lại, bây giờ là định luật phản xạ ánh sáng. Khi chúng ta chiếu một tia sáng trên một gương phản thì qua gương phản sẽ có một tia phản xạ, đúng không nào? Các em hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng cho thầy xem nào.
thì định luật phản xạ ánh sáng được phát biểu như sau: là tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới, và góc phản xạ bằng góc tới. Các em lưu ý là chúng ta có tia phản xạ này, tia tới này và đường pháp tuyến này, nó sẽ nằm trong một mặt phẳng của gương tại điểm tới. Đó, tia phản xạ, tia tới, đường pháp tuyến nằm trong một mặt phẳng. Và góc phản xạ bằng góc tới. Góc phản xạ ký hiệu là y phải, sẽ bằng góc tới là y. Ví dụ như góc phản xạ bằng 50 độ thì góc tới cũng bằng 50 độ và ngược lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhớ lại tính chất tạo ảnh của gương phẳng. Thì tính chất tạo ảnh của gương phẳng có tính chất như thế nào nè? Tính chất tạo ảnh của gương phẳng có một số tính chất như sau. Thứ nhất là ảnh ảo, vì không hướng trên màn chắn. Em lưu ý là ảnh ảo này, vì không hướng trên màn chắn. Thứ hai là ảnh sẽ lớn bằng vật. Và thứ ba là khoảng cách từ một điểm của vật tới gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương phẳng. Ảnh lớn bằng vật là như thế nào? Ví dụ như chúng ta cao 1m70 thì ảnh của chúng ta trong gương phẳng cũng cao 1m70, ảnh bằng vật. Đấy, khoảng cách từ một điểm của vật tới gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương phẳng có nghĩa là như thế nào? Ví dụ chúng ta soi gương, chúng ta đứng cách gương là 30cm thì ảnh của chúng ta trong gương cũng cách gương 30cm. Đấy, các em phải lưu ý được vấn đề này. Câu 12, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về gương cầu lồi. Thứ nhất là chúng ta phải nêu tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi và các ứng dụng của gương cầu lồi, và so sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi với vùng gương phẳng của kích thước. Các em hãy nêu tính chất tạo ảnh bởi gương cầu lồi. Thì một ảnh tạo bởi gương cầu lồi có những chất gì? Ảnh cùng vật tạo bởi gương cầu lồi cũng là ảnh ảo, vì không hướng được trên màn chắn và ảnh nhỏ hơn vật. Em yêu lưu ý là ảnh tạo bởi gương cầu lồi sẽ nhỏ hơn vật. Gương phẳng là ảnh bằng vật. Ứng dụng của gương cầu lồi như thế nào trong đời sống của chúng ta? Thì ứng dụng của gương cầu lồi như là sẽ làm kính chiếu hậu cho xe hơi, xe ô tô. Và gương cầu lồi thường đặt ở những đoạn đường dốc có vật cản che khuất để người lái xe có thể quan sát được vật cản ở phía trước để tránh xảy ra tai nạn. Và gương cầu lồi có thể đặt ở một số cây ATM để có thể phòng chống được cướp giật. Và vùng nhìn thấy của gương cầu lồi có thể như thế nào so với vùng nhìn thấy của gương phẳng của kính trước? Thì chúng ta đã biết được là vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sẽ rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. Các em lưu ý là nó sẽ rộng hơn, nên là gương cầu lồi thường làm kính chiếu hậu xe ô tô, xe máy để người ta quan sát được bao quát và rộng hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại tính chất tạo ảnh của gương cầu lõm và nêu một số ứng dụng của gương cầu lõm trong đời sống của chúng ta. Thì gương cầu lõm có tính chất tạo ảnh như thế nào? Thứ nhất cũng là ảnh ảo, vì không hướng trên màn chắn. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm sẽ lớn hơn vật. Các em phải nhớ được là gương cầu lõm ảnh sẽ lớn hơn vật, gương cầu lồi ảnh nhỏ hơn vật, gương phẳng ảnh bằng vật. Và ứng dụng gương cầu lõm trong đời sống của chúng ta như là làm pha đèn pin này, dụng cụ khám răng của nha sĩ, tập trung ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. Đấy, chúng ta phải nhớ được ứng dụng của gương cầu lõm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nêu tác dụng biến đổi các chùm tia tới song song và phân kỳ thích hợp qua gương cầu lõm.
thì chúng ta đã biết được là có ba loại trùng sáng, là trùng sáng song song, trùng sáng hội tụ và trùng sáng phân kỳ. Thì trùng sáng song song qua gương cầu lõm nó sẽ biến đổi thành trùng sáng gì, và trùng sáng phân kỳ tích hợp qua gương cầu lõm nó sẽ biến đổi thành trùng sáng gì? Thì gương cầu lõm có tác dụng biến đổi trùng chia tới song song thành một trùng phản xạ hội tụ tại một điểm. Ứng dụng này người ta sẽ tập trung ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. Thì chúng ta đã biết ở mặt trời rất xa chúng ta, thì người ta coi các tia sáng của mặt trời là trùng sáng song song. Thì sau khi đi qua gương cầu lõm, trùng chia tới song song này sẽ phản xạ thành một chùm hội tụ tại một điểm. Chúng ta biết ánh sáng mặt trời nó sinh ra một nhiệt lượng rất là lớn, nhiệt rất là cao, thì tập trung tại một điểm, người ta sẽ đặt cái vật cần nung nóng tại cái điểm đó. Thì qua đó người ta sẽ có một cái bếp để nung nấu thức ăn bằng ánh sáng mặt trời qua gương cầu lõm. Tiếp theo, gương cầu lõm cũng biến đổi một chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành một chùm phản xạ song song. Thì cái ứng dụng này người ta để làm chế tạo ra pha đèn pin, thì pha đèn pin sẽ biến đổi cái ánh sáng đèn pin là tia tới phân kỳ thành các tia phản xạ song song. Thì chúng ta biết được là chùm tia phản xạ song song là cho ánh sáng truyền đi rất là xa và sáng rõ, vì nó truyền thẳng, nó không giao nhau, nó không cắt nhau ở đâu cả, để giúp ánh sáng truyền đi rất xa và sáng rõ. Thì nội dung lý thuyết của bài ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau ôn lại chương 1 quang học. Bài học ngày hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số bài tập của chương 1 quang học. Rồi sau đó chúng ta sẽ sang chương số 2 âm học. Các em nhớ xem lại kiến thức mà thầy đề hệ thống chúng ta học thuộc, ghi nhớ và hiểu bản chất. Bài học ngày hôm nay đến là kết thúc. Thầy chào các em.